Chào sư tiếng Trung 58, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 206 của chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các từ vựng và câu sau đây. Thứ nhất là từ hống. Hống từ này thì quá là quen thuộc rồi. Từ này âm Hán Việt của nó là hồng, nhưng mà nghĩa của nó là đỏ, màu đỏ. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa cờ xi qua, lỉ miến chưa mở hống, ý tình khẩn thiến. Chưa cờ xi qua, quả dưa hấu này lỉ miền bên trong chưa mở hống đỏ thế này, ý tình khẩn thiện chắc chắn là rất ngọt. Chưa cờ xi qua lỉ miền chưa mở hống ý tình khẩn thiện. Câu ví dụ tiếp theo. Mỗi tang có nhân khoa ta phèo lẻng, ta tờ xéo liền tàn chiều hống lờ chỉ lại. Mỗi tang cứ mỗi khi có nhân có người. Khoa nghĩa là khen, khen ngợi. Khoa tha phèo lẻng, khen cô ấy xinh. Tha tờ xéo liền tàn là khuôn mặt. Và thêm chữ xéo vào đằng trước thể hiện sự dễ thương. Tha tờ xéo liền tàn, khuôn mặt của cô ấy. Chiều húng là chỉ lái, liền đỏ ửng lên. Mày tang, yếu rấn khoa tha phèo lẻng. Tha tờ xéo liền tàn, chiều húng là chỉ lái. Câu ví dụ tiếp theo, ta chuan zhe yi jian hong chen shan, zai ren qun zhong ge wai xian yan. Ta chuan zhe, anh ấy mặc yi jian một hong chen shan, chiếc áo sơ mi màu đỏ. Zai ren qun zhong, ở trong đám đông. Ge wai là khác thường, tức là mức độ rất là cao. Xian yan, nổi bật. Tại rấn chuyến trung, cửa ngoài xiển yển, rất nổi bật giữa đám đông. Tha chuan zhe yi jian hong chen shan, tại rấn chuyến trung, cửa ngoài xiển yển. Câu ví dụ tiếp theo. Pín của hái mấy hồng, tha chiếu cháo chí, trai xia lại lợ. Pín của táo, hái mấy, vẫn còn chưa. Hồng là đỏ, ở đây thể hiện ý là vẫn còn chưa chín. Tha chiều, anh ấy đã, cháo chí, vội, trái xe lái lợ, hái xuống rồi. Từ húng nghĩa là màu đỏ và với những loại trái cây mà khi chín nó có màu đỏ thì từ húng còn có nghĩa là chín nữa. Pín của hái mấy húng, tha chiều cháo chí, trái xe lái lợ. Và nghĩa thứ hai của nó là tượng trưng cho sự vui mừng, hân hoan, thường là dùng trong những từ như là chỉ đám cưới hoặc là mừng nhà hoặc mừng thọ, khai trương, vân vân. Nói chung là các đám hỷ. Câu ví dụ thứ nhất. Tại chờ cờ yue lỉ, xuân lỉ, chia liền, yếu hảo chỉ gia, bàn hùng sư, phây chẳng rửa nào. Tại chờ cờ yue lỉ, trong tháng này, xuân lỉ, trong làng, chia liền, liên tiếp, yếu hảo chỉ gia, có những mấy nhà, bàn hùng sư, là đám hỷ, phây chẳng rửa nào, vô cùng vui nhộn. Tại chờ cơ yue lỉ, xuân lỉ chia liền, yếu hảo chỉ gia, bàn hùng sư, phây chẳng rửa nào. Câu ví dụ tiếp theo. Tha mân gia, chừng trái chấu bày hùng sư, y gia rấn, mãng tở, bú y lừa hủ. Tha mân gia, nhà họ, chừng trái, đang, chấu bày, sửa soạn, hùng sư, làm đám hỷ. Y gia rấn, cả nhà, mãng tợ, bận, bận rộn. Bú y lửa khủ là thể hiện cái mức độ bận biểu tấp nập nhưng mà lại rất vui tươi. Tha mân gia, chừng trái chấu bày hùng sư. Y gia rấn, mãng tợ, bú y lửa khủ. Nghĩa thứ ba của nó là tượng trưng cho sự thành công, hoặc là được yêu chuộng, hoặc là được trọng dụng. Câu ví dụ thứ nhất. Yếu yu yê jì thu chu, tha chẳng lở, wǒ men dān wèi de dà hóng rén. Yếu yu do, yê jì là thành tích trong công việc, thu chu nghĩa là xuất sắc hoặc là nổi bật. Yếu yu yê jì thu chu, do có thành tích xuất sắc trong công việc, tha chẳng lở, cô ấy đã trở thành, wǒ men dān wèi de dà hóng rén. Hùng rấn, hoặc nói nhấn mạnh hơn, thêm chữ ta vào nữa. Ta hùng rấn là người được trọng dụng. Của mân tan vây tợ, trong cơ quan chúng tôi. Yếu yu, yê chỉ thu chu, tha chẳng lở,
我们单位的大红人。câu ví dụ tiếp theo， 这位演员越来越红，粉丝越来越多。这位演员 diễn viên này越来越红，càng ngày càng nổi hoặc là càng ngày càng được ưa chuộng。粉丝 fan hâm mộ越来越多，càng ngày càng nhiều。这位演员越来越红，粉丝越来越多。câu ví dụ tiếp theo， 他是总经理面前的大红人，你可千万不能得罪他。他是 câu ấy là 总经理面前的大红人，大红人là người được trọng dụng， 总经理面前 trước mặt tổng giám đốc。Ý ở đây đó là cô ấy là người rất được tổng giám đốc trọng dụng. Ní cửa chén vạn, cậu nhất định, bù nẩn, đừng, tứa chơi tha, đắc tội với cô ấy. Tha sư chủng chinh lý, miên chén tờ ta hùng rấn, ní cửa chén vạn, bù nẩn, tứa chơi tha. Từ vựng tiếp theo là từ hùng sửa. Hùng sửa, ban nãy chúng ta học từ hùng, thì có nghĩa là màu đỏ, đỏ hoặc màu đỏ và nó là tính từ. Còn từ húng sửa thì nó là danh từ, nghĩa là màu đỏ. Câu ví dụ thứ nhất. Tha chuan zhe yi tiao húng sửa de wan li fu, mei li dong ren. Tha chuan zhe, cô ấy mặc yi tiao húng sửa de wan li fu. Wan li fu là váy dạ hội. Yi tiao wan li fu là một chiếc váy dạ hội. Húng sửa de màu đỏ. Mỹ lì tùng rấn có nghĩa là xinh đẹp khiến người ta phải rung động. Hoặc chúng ta có thể dịch đơn giản là vô cùng xinh đẹp. Tha chuan zhe yi tiao hong se de wan li fu, mei li dong ren. Câu ví dụ tiếp theo. Xi yang xi xia, tian bian bei ran cheng le yi pian hong se. Xi yang xi xia là một thành ngữ có nghĩa là hoàng hôn buông xuống, chỉ cái cảnh tượng hoàng hôn. Thiên biên, chân trời, bày rạn trắng lợ, bị nhuốm thành, ý phiền hổng sửa, một màu đỏ rực. Xi yang xi xia, thiên biên, bày rạn trắng lợ, ý phiền hổng sửa. Câu ví dụ tiếp theo. Tại Trung Quốc, hổng sửa, sự xiang trưng, xinh phú, hứa xỉ trinh đỡ yến sửa. Tại Trung Quốc, ở Trung Quốc, hổng sửa, màu đỏ họ. Sư là cả một cái đoạn từ chữ xiang trưng đến chữ yến sửa. Đây là một cụm danh từ chúng ta dịch trung tâm ngữ trước. Từ yến sửa là màu sắc, sau đó đến phần đằng trước. Xiang trưng tượng trưng cho xinh phú, hạnh phúc, hứa xỉ trình và hân hoan. Tại Trung Quốc, hồng sửa sư xiang trưng xinh phú, hứa xỉ trình đỡ yến sửa. Câu ví dụ tiếp theo. 这个房间的装饰以红色为主色调。这个房间的装饰 đây là một cụm danh từ và là chủ ngữ trong câu này. 装饰 nghĩa là trang trí hoặc là trang hoàng. Bình thường thì đó là động từ nhưng ở đây thì được dùng làm danh từ, nó nghĩa là chỉ cái sự trang trí. 这个房间的của căn phòng này 以什么什么为什么什么 tức là lấy cái gì đó là ỉ hồng sửa lấy màu đỏ họ vậy là chủ sửa tẹo gam màu chủ đạo ỉ hồng sửa với chủ sửa tẹo lấy màu đỏ làm gam màu chủ đạo. Chứ cơ phán chiến tờ trang sử ỉ hồng sửa với chủ sửa tẹo. Từ vựng tiếp theo là từ hồng bao. Hồng bao đây là một từ mà ai cũng đều yêu thích, ai cũng đều yêu chuộng nó, bởi vì nó có nghĩa là hồng bao hoặc gọi là lì xì. Đây là hồng bao truyền thống, là chúng ta cho tiền mặt vào trong phong bao và chúng ta có thể là ví dụ cho em bé hoặc là biếu ai đó chẳng hạn. Và bây giờ thì người ta còn rất là hay dùng hồng bao điện tử. Bây giờ người Trung thì thường không dùng tiền mặt nữa và người ta rất là hay dùng hồng bao điện tử. Đó là người ta sẽ chuyển hồng bao qua Chư Phu Bảo là Alipay hoặc là WeChat là WeChat. Nó có cái chức năng là gửi hồng bao. Câu ví dụ thứ nhất. Ủa cái nỉ pha cửa hồng bao, nỉ xiang chứ sầm mở chư chí mãi. Pha cửa hồng bao, pha hồng bao là gửi lì xì. Ủa cái nỉ pha cửa hồng bao, mẹ gửi cho con một lì xì.
你想吃什么，con muốn ăn gì, 自己买thì tự mua. Ở trong văn cảnh thì, này thì rất là có thể là gửi phong bao lì xì này qua WeChat, tức là WeChat hoặc là Alipay là Chư Phú Bảo. Ủa cái nỉ pha cửa hồng bao, ní xiang chứ sở mở, chứ chí mãi. Câu ví dụ tiếp theo, mấy nén khai cung tờ sử hộ, lão bản đều hội gây vô mình pha y chén yuán tờ khai cung hồng bao. Mấy nén, mỗi năm, khai cung tờ sử hộ là khi, khai cung là khởi công. Mấy nén khai cung tờ sử hộ, mỗi năm vào ngày khởi công. Lão bản tâu huệ, sếp đều sẽ cấy của mình phát cho chúng tôi y chen yuán tờ khai cung hồng bao. Khai cung hồng bao là lì xì ngày làm việc đầu tiên. Y chen yuán là 1.000 tệ. Mấy nén khai cung tờ sử hộ, lão bản tâu huệ cấy của mình pha y chen yuán tờ khai cung hồng bao. Câu ví dụ tiếp theo, hiện tại, điện tử hồng bao越来越流行, phương tiện, yêu khoai chế. Hiện tại, hiện nay, điện tử hồng bao điện tử, 越来越流行, ngày càng thịnh hành. Phương tiện, vừa thuận tiện, yêu khoai chế, lại vừa nhanh chóng. Hiện tại, điện tử hồng bao 越来越流行, phương tiện, yêu khoai chế. Câu ví dụ tiếp theo, 小朋友们最期待过年收到红包，可以买自己喜欢的玩具。小朋友们các em nhỏ họ最期待mong chờ nhất过年đến Tết收到红包nhận được lì xì, 可以买có thể mua自己喜欢的玩具。Quán chú là đồ chơi, chứ chỉ sĩ khoán tờ quán chú, món đồ chơi mà mình yêu thích. Xào phẩm yêu mến, dùy chi tài, cua nén, sâu tạo hồng bao, khởi y mãi, chứ chỉ sĩ khoán tờ quán chú. Từ vựng tiếp theo là từ hồng tân. Hồng tân nghĩa là đèn đỏ. Câu ví dụ thứ nhất, hồng tân thiến, lùi tân xiến. Hồng tân thiến, đèn đỏ dừng lại. Lùi tân xiến, đèn xanh thì đi. Xiến nghĩa là đi. Hồng tân thiến, lùi tân xiến. Câu ví dụ tiếp theo. Sử tư lù khẩu, liang chỉ là hồng tân. Chưa liang, phân phân, thiến xa tận tại. Sử tư lù khẩu, ngã tư đường. Liang chỉ là sáng lên, hoặc là bật sáng lên. Hồng tân, đèn đỏ. Chưa liang, xe cổ, phân phân, thi nhau, thính xả, dừng lại, tầng tải, chờ. Sứ tư lù khẩu, liang chỉ là hồng tân, chưa liang, phân phân, thính xả, tầng tải. Câu ví dụ tiếp theo, chưa cờ sứ tư lù khẩu tờ hồng tân, yào 70 miảo, ở lùi tân, chứ yào 20 miảo. 这个十字路口的红灯，红灯là đèn đỏ. 这个十字路口的của ngã tư này, 要70 秒, những 70 giây. 而绿灯 mà đèn xanh, 只有20 秒, chỉ có 20 giây. 这个十字路口的红灯要70 秒, 而绿灯只有20 秒.Từ vựng tiếp theo là từ choảng hồng tân. Choảng hồng tân nghĩa là vượt đèn đỏ. Câu ví dụ thứ nhất, Tha yên vệ choảng hồng tân bị giao chỉnh phá khoản lợ. Tha yên vệ anh ấy vì choảng hồng tân vượt đèn đỏ bị giao chỉnh bị cảnh sát giao thông phá khoản lợ phạt tiền. Tha yên vệ choảng hồng tân bị giao chỉnh phá khoản lợ.Câu ví dụ tiếp theo, 再怎么赶时间也不能闯红灯，这是很危险的行为。再怎么là có gì đó đến mấy, 赶时间nghĩa là vội. 再怎么赶时间có vội đến mấy, 也不能cũng không được,
闯红灯vượt đèn đỏ. 这是, đây là, hẳn vây xẻn tờ xính vây là hành vi hoặc hành động hoặc là việc làm. Hẳn vây xẻn tờ, rất nguy hiểm. 在怎么赶时间也不能闯红灯, 这是很危险的行为。câu ví dụ tiếp theo, 我看不惯那些爱闯红灯的人。感觉他们素质太差了。我看不惯, 看不惯 là nhìn không quen, nhưng mà nghĩa của nó là kiểu như là ghét. 我看不惯, tôi ghét.那些爱闯红灯的人，爱闯红灯啦，hay vượt đèn đỏ. 那些爱闯红灯的人，mấy người hay vượt đèn đỏ. 感觉cảm giác, tha mình họ, 素质太差, có nghĩa là ý thức kém quá. 我看不惯那些爱闯红灯的人，感觉他们素质太差了。Từ vựng tiếp theo là từ hỗn lùi tân. Hỗn lùi tân là đèn xanh, đèn đỏ hoặc còn gọi là đèn giao thông. Câu ví dụ thứ nhất, 我们要遵守交通规则，在hỗn lùi tân前耐心等待。我们要, chúng ta phải, 遵守, tuân thủ, giao thông规则, luật giao thông. 在hỗn lùi tân前, ở trước đèn xanh, đèn đỏ,耐心kiên nhẫn, tận tại, chờ đợi. 我们要遵守交通规则, 在红绿灯前耐心等待. Câu ví dụ tiếp theo, 他骑着摩托车快速穿过红绿灯, 这种行为非常危险. 他骑着摩托车, anh ấy chạy xe máy,快速nhanh chóng, chuan của hỗng lùi tân, băng qua đèn xanh đèn đỏ, thì nó cũng có nghĩa là vượt đèn xanh đèn đỏ. Chưa trộm xính vấy, hành động này hoặc việc làm này, phây tráng vầy xẻn, vô cùng nguy hiểm. Tha chí trở, múa thua chưa, khoai sủ chuan của hỗng lùi tân, chưa trộm xính vấy, phây tráng vầy xẻn. Câu ví dụ tiếp theo, 小朋友们在学校里学习了如何识别红绿灯，增强了交通安全意识。小朋友们刚 em nhỏ 在学校里 ở trong trường học 学习了 đã học 如何 là làm thế nào có thể dịch là cách 识别 nhận biết 红绿灯 đèn xanh đèn đỏ 增强了 nâng cao giao thông an toàn ý sự. Ý sự là ý thức. Giao thông an toàn ý sự, ý thức an toàn giao thông. 小朋友们在学校里学习了如何识别红绿灯，增强了交通安全意识。Từ vựng tiếp theo là hỗn tân lũng. Hỗn tân lũng hoặc có thể đọc thanh hai là hỗn tân lũng là đèn lồng đỏ.Câu ví dụ thứ nhất, Phong liên của chia, 我们家门前都会挂上大红灯笼. Phong liên của chia, mỗi dịp lễ Tết, 我们家门前, trước cửa nhà chúng tôi, 都会, đều sẽ, 挂上, treo, 大红灯笼, đèn lồng đỏ cỡ to. Phong liên của chia, 我们家门前都会挂上大红灯笼.Ôi con cún nhà mình nó cứ ở trước phòng, trước cửa phòng nó kêu nên mình phải cho nó vào. Có thể nó nghe thấy tiếng nó đi đi lại lại, các bạn thông cảm nhé. Chuân chế tạo lợ, chia tạo liảng pháng, qua chỉ lợ, ý chuan chuan, xỉ chinh tờ, hồng tân lộ. Chuân chế tạo lợ, Tết đến rồi, chia tạo liảng pháng nghĩa là hai bên, chia tạo đường, chia tạo liảng pháng, hai bên đường, qua chỉ lợ, được treo lên.Ý chuẩn chuẩn là từng chùm, xỉ chinh tờ hồng tân lụng là đèn lồng đỏ, xỉ chinh tờ tưng bừng rực rỡ. Chuân chế tạo lợ, chia tạo liảng pháng, qua chỉ lợ, ý chuẩn chuẩn, xỉ chinh tờ hồng tân lụng. Câu ví dụ tiếp theo, 我觉得过年不挂红灯笼,
就会少了很多意义。我觉得tôi thấy过年 Tết 不挂 không treo红灯笼 đèn lồng đỏ 就会 thì sẽ 少了 thiếu đi 很多意义 rất nhiều ý nghĩa. 我觉得过年不挂红灯笼就会少了很多意义。Từ vựng tiếp theo là hủng lì chín. Hủng lì chín. Hủng là đỏ, chín là cái khăn, lì là cổ. Hủng lì chín là khăn quang đỏ. Câu ví dụ thứ nhất. Tì tì chì sáng hủng lì chín, bây sáng su bao, khai khai xin xin tở, sáng xuế chù lợ. Tì tì, em trai tôi, chì sáng hủng lì chín, thắt khăn quang đỏ. Bây sáng su bao, đeo cặp sách lên. Khai khai xin xin tở là làm gì đó một cách vui vẻ. Sang xuế là đi đến trường, đi học. Sang xuế chui lợ, đi tới trường. Tì tì chi sáng hủng lĩnh chín. Bây sáng su bao. Khai khai xin xin tở sang xuế chui lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Khan trở hải zi bố zi sang tở hủng lĩnh chín. Rang wo xiang chỉ lợ thống niên. Khan trở nhìn. Hải zi bố zi sang tở hủng lĩnh chín. Hủng lĩnh chín là khăn quàng đỏ. Bố zi sang trên cổ. Hải zi bố zi sang tở hủng lĩnh chín. Khăn quàng đỏ trên cổ con. Rang wo xiang chỉ lợ. Khiến tôi nhớ lại. Thống niên, thời thơ ấu. Khan zi hải zi bố zi sang tở hủng lĩnh chín. Rang wo xiang chỉ lợ thống niên. Câu ví dụ tiếp theo. 一群戴着红领巾的小学生在校园里快乐地玩耍。一群 một tổ 戴着红领巾的小学生，小学生là học sinh tiểu học， 戴着红领巾 đeo khăn quàng đỏ， 在校园里 ở trong sân trường 快乐地玩耍， 玩耍là vui chơi， 快乐地玩耍， vui đùa một cách vui vẻ。一群戴着红领巾的小学生在校园里快乐地玩耍。Từ vựng tiếp theo là từ hồng hỏa. Hồng hỏa là tưng bừng hoặc là phát đạt hoặc là hồng phát, thường là chỉ việc kinh doanh rất là tốt đẹp hoặc là cuộc sống rất là tốt đẹp. Câu ví dụ thứ nhất, 这家小吃店的生意十分红火。每天都有很多顾客排队等候。这家小吃店的生意，生意là việc kinh doanh。这家小吃店的của quán đồ ăn nhẹ này， 小吃店là đồ ăn nhẹ， 小吃thì chỉ những cái món ăn nhẹ， ví dụ như là há cảo hoặc là bánh bao hoặc là ví dụ như là quẩy hoặc là mì vân vân thì gọi là 小吃。这家小吃店的生意。Việc kinh doanh của quán đồ ăn nhẹ này sứ phân khủng hủa rất là phát đạt. Mấy thiên, mỗi ngày tâu yểu đều có khẩn tua cụ cửa rất nhiều khách thái tuổi tổng hậu xếp hàng chờ đợi. Chưa gia xiao chư tiên tở sân y sứ phân khủng hủa. Mấy thiên tâu huy yếu khẩn tua cụ cửa thái tuổi tổng hậu. Câu ví dụ tiếp theo, Quốc trình chi gian, đa chế xiao xiang, đào chủ đều sử y phiền hồng hỏa tờ chỉnh xiang. Quốc trình chi gian, trong dịp quốc khánh, đa chế xiao xiang, thành ngữ này nghĩa là khắp các con phố và khắp các ngõ nhỏ. Xiao xiang tức là chỉ những cái ngõ ngách. Đào chủ khắp nơi, đều sử đều là y phiền hồng hỏa tờ chỉnh xiang. Ý phiền chỉnh xiang là một cảnh tượng hủng hủa, tưng bừng. Quốc trình chi gian, đa chế xiao xiang, đào chủ đều sử ý phiền hủng hủa tờ chỉnh xiang. Câu ví dụ tiếp theo, thà mân tờ công sư, zi chống chẳng lì ý lái, phá trản xuyên sụ, sư yê, yê lái, yê hủng hủa. Thà mân tờ công sư, công ty họ, zi chống sầm sầm ý lái, từ khi gì đó đến nay, chẳng lì thành lập,
自从成立以来，từ khi thành lập đến nay, 发展迅速，发展rất nhanh chóng, 事业事业越来越红火，ngày càng phát đạt. 他们的公司自从成立以来，发展迅速，事业越来越红火。Từ vựng tiếp theo và cũng là từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ khẩu húng. Khẩu húng, khẩu là miệng, húng là đỏ, khẩu húng nghĩa là son môi. Và son môi các màu khác nhau thì đều gọi là khẩu húng các bạn nhé. Câu ví dụ thứ nhất, mây mê sinh rư tờ sử khẩu, ủa xung kể lờ tha, y cân khẩu húng, chùa với lý ủ. Mây mê sinh rư tờ sử khẩu, hồi sinh nhật em gái, ủa xung kể lờ tha, tôi tặng nó y cân khẩu húng, một thỏi son. Khẩu húng lượng từ của nó là cân các bạn nhé. Chùa vấy làm lý ủ, quà. Mày mày sinh rư tờ sử khẩu, ủa xung kể lờ tha y cân khẩu húng, chùa vấy lý ủ. Câu ví dụ tiếp theo. Chìa chìa cân ủa xua, nữ hải zi chú mần chén, y định yào thú sang khẩu húng. Chìa chìa cân ủa xua, chị gái bảo với tôi rằng, nữ hải zi, con gái, chú mần chén, trước khi ra khỏi nhà, ý định yào, nhất định phải, thú sang khẩu húng, đánh son, thú khẩu húng là đánh son, hoặc có người gọi là tô son. Chìa chìa cân ủa xua, nữ hải zi, chú mần chén, ý định yào, thú sang khẩu húng. Câu ví dụ tiếp theo, bù quán, ủa chú nà lì, trong của tớ xiao bao bao lì, chúng yếu y cân khẩu húng. Bù quản, bất kể, ủa chùy ná lì, tôi đi đâu. Trong của tớ xiao bao bao lì, trong cái túi sách nhỏ của tôi, bao bao là túi, túi sách, xiao bao bao là cái túi nhỏ. Chúng yếu, luôn có, y cân khẩu húng, một thỏi son. Bù quản, ủa chùy ná lì, trong của tớ xiao bao bao lì, chúng yếu y cân khẩu húng. Câu ví dụ tiếp theo, tại trung yào tờ yue hui chén, ta chủng hui theo chuyển y cân hứa sư tờ khẩu húng. Tại sở mở sở mở chén là trước, trung yào tờ yue hui, động từ thì nghĩa là hẹn hoặc là hẹn hò, danh từ thì nghĩa là sự hẹn hò hoặc là cuộc hẹn. Trung yào tờ, quan trọng. Ta chủng hui, cô ấy luôn, theo chuyển, chọn lựa, y cân một, hứa sư tờ khẩu húng, thỏi son phù hợp. Tại trung yào tờ yue hui chén, ta chủng hui theo chuyển y cân hứa sư tờ khẩu húng. Thưa các bạn, đến đây thì Trần Lão Sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu của bài học ngày hôm nay rồi. Bây giờ mời các bạn cùng nghe và đọc lại toàn bộ các từ và các câu của bài hôm nay một lần nữa với giọng đọc rất là chuẩn của bạn Linh Sư Yên nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài học ngày hôm nay. Bye bye! 第206集红。这个西瓜里面这么红，一定很甜。这个西瓜里面这么红，一定很甜。每当有人夸她漂亮，她的小脸蛋就红了起来。每当有人夸她漂亮，她的小脸蛋就红了起来。她穿着一件红衬衫，在人群中格外显眼。她穿着一件红衬衫，在人群中格外显眼。苹果还没红，她就着急摘下来了。苹果还没红，他就着急摘下来了。在这个月里，村里接连有好几家办红事，非常热闹。在这个月里，村里接连有好几家办红事，非常热闹。他们家正在筹备红事，一家人忙得不亦乐乎。他们家正在筹备红事，一家人忙得不亦乐乎。由于业绩突出，
他成了我们单位的大红人。由于业绩突出，他成了我们单位的大红人。这位演员越来越红，粉丝越来越多。这位演员越来越红，粉丝越来越多。他是总经理面前的大红人，你可千万不能得罪他。他是总经理面前的大红人，你可千万不能得罪他。红色，红色。他穿着一条红色的晚礼服，美丽动人。他穿着一条红色的晚礼服，美丽动人。夕阳西下，天边被染成了一片红色。夕阳西下，天边被染成了一片红色。在中国，红色是象征幸福和喜庆的颜色。在中国，红色是象征幸福和喜庆的颜色。这个房间的装饰以红色为主色调。这个房间的装饰以红色为主色调。红包，红包。我给你发个红包，你想吃什么自己买。我给你发个红包，你想吃什么自己买。每年开工的时候，老板都会给我们发1000元的开工红包。每年开工的时候，老板都会给我们发1000元的开工红包。现在电子红包越来越流行，方便又快捷。现在电子红包越来越流行，方便又快捷。小朋友们最期待过年收到红包，可以买自己喜欢的玩具。小朋友们最期待过年收到红包，可以买自己喜欢的玩具。红灯，红灯，红灯停，绿灯行。红灯停，绿灯行。十字路口亮起了红灯，车辆纷纷停下等待。十字路口亮起了红灯，车辆纷纷停下等待。这个十字路口的红灯要70秒，而绿灯只有20秒。这个十字路口的红灯要70秒，而绿灯只有20秒。闯红灯，闯红灯。他因为闯红灯被交警罚款了。他因为闯红灯被交警罚款了。再怎么赶时间也不能闯红灯，这是很危险的行为。再怎么赶时间也不能闯红灯，这是很危险的行为。我看不惯那些爱闯红灯的人，感觉他们素质太差了。我看不惯那些爱闯红灯的人，感觉他们素质太差了。红绿灯，红绿灯。我们要遵守交通规则，在红绿灯前耐心等待。我们要遵守交通规则，在红绿灯前耐心等待。他骑着摩托车快速穿过红绿灯，这种行为非常危险。
他骑着摩托车快速穿过红绿灯，这种行为非常危险。小朋友们在学校里学习了如何识别红绿灯，增强了交通安全意识。小朋友们在学校里学习了如何识别红绿灯，增强了交通安全意识。红灯笼，红灯笼。逢年过节，我们家门前都会挂上大红灯笼。逢年过节，我们家门前都会挂上大红灯笼。春节到了，街道两旁挂起了一串串喜庆的红灯笼。春节到了，街道两旁挂起了一串串喜庆的红灯笼。我觉得过年不挂红灯笼，就会少了很多意义。我觉得过年不挂红灯笼，就会少了很多意义。红领巾，红领巾。弟弟系上红领巾，背上书包，开开心心地上学去了。弟弟系上红领巾，背上书包，开开心心地上学去了。看着孩子们脖子上的红领巾，让我想起了童年。看着孩子们脖子上的红领巾，让我想起了童年。一群戴着红领巾的小学生在校园里快乐地玩耍。一群戴着红领巾的小学生在校园里快乐地玩耍。红火，红火。这家小吃店的生意十分红火，每天都有很多顾客排队等候。这家小吃店的生意十分红火，每天都有很多顾客排队等候。国庆期间，大街小巷到处都是一片红火的景象。国庆期间，大街小巷到处都是一片红火的景象。他们的公司自从成立以来发展迅速，事业越来越红火。他们的公司自从成立以来发展迅速，事业越来越红火。口红，口红。妹妹生日的时候，我送了她一根口红作为礼物。妹妹生日的时候，我送了她一根口红作为礼物。姐姐跟我说，女孩子出门前一定要涂上口红。姐姐跟我说，女孩子出门前一定要涂上口红。不管我去哪里，在我的小包包里总有一根口红。不管我去哪里，在我的小包包里总有一根口红。在重要的约会前，他总会挑选一根合适的口红。在重要的约会前，他总会挑选一根合适的口红。